thế nào, và ở trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì cái việc mà phát triển sản phẩm theo chuỗi như thế thì nó sẽ đem lại cái sự phát triển bền vững như thế nào trong cái hành trình mà mình xây dựng phát triển sản phẩm của mình? Công ty Lê Thành thì đã hoạt động được hơn 21 năm rồi. Và chúng tôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực, 8 lĩnh vực tổng cộng. Và cà phê là một cái lĩnh vực mới của chúng tôi. Đây là một lĩnh vực, một nhãn hàng mới chứ không phải là một công ty mới. Và nó ra đời khi nào? Là lúc dịch Covid. Thời gian dịch Covid thì rất nhiều quán cà phê phải đóng cửa, rất nhiều thương hiệu cà phê rất gặp khó khăn. Và từ khi dịch đó chúng tôi nhìn thấy cái sự khó khăn đó, nhưng mà tôi có suy nghĩ trăn trở rất là nhiều về cái ngành cà phê. Và tôi cảm thấy rằng ngành cà phê một cái ngành rất hay, vì lý do là đây là một cái ngành nông sản mà phải nói là mang lại một cái lượng doanh thu cực lớn cho người nông dân Việt Nam. Và nếu mà chúng ta làm tốt, chúng ta xuất khẩu sẽ mang lại một lượng ngoại tệ rất là lớn. Và đây là một cái cây mà có thể là mang lại sự giàu có cho những người dân, đặc biệt là dân tộc của chúng ta ở khu vực Tây Nguyên. Kế đó cái thị trường nội địa chúng tôi cũng nhìn thấy rất là tiềm năng. Cái thị trường nội địa rất lớn. Và hiện nay các doanh nghiệp đầu tư bài bản cho ngành cà phê chiếm khoảng 25% thị phần. 75% thị phần còn lại là người dân tự làm nhỏ lẻ, thậm chí các quán cà phê nhỏ lẻ. Vậy ở đây cũng là một thị phần đối với nội địa cũng rất lớn luôn. Nếu mà chúng ta các doanh nghiệp đầu tư bài bản để mở những chuỗi cà phê hay là những cái thương hiệu cà phê mà bài bản, để nó mang lại vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, người dân Việt Nam chúng ta. Và khi nhìn thấy những cái câu chuyện chính từ sự khó khăn lúc dịch và nhìn thấy cái sự tiềm năng của nó, nên công ty quyết định là làm một cái nhãn hiệu, một thương hiệu cà phê. Và chúng tôi sẽ đầu tư toàn bộ từ dây chuyền, là đầu tư nhà máy sản xuất luôn, cho đến làm thương hiệu. Chúng tôi sẽ mở chuỗi cà phê, tất cả các quán cà phê đưa vào các thương hiệu, các tiệm tạp hóa, các siêu thị. Và đặc biệt là chúng tôi hướng đến thị trường là xuất khẩu cà phê. Đầu tiên là thị trường nội địa đang cạnh tranh rất nhiều thương hiệu cà phê. Tôi cho rằng đây là chuyện tốt. Khi càng nhiều thương hiệu cà phê thì chúng ta sẽ làm cho được những cái sản phẩm cà phê an toàn vệ sinh thực phẩm hơn cho người dân, cũng như nâng cao chất lượng hơn khi có sự cạnh tranh như vậy. Đây là cái điều tốt thôi. Và Lê Coffee chúng tôi đầu tư từ dây chuyền ban đầu cho đến cuối cùng, đến phân phối luôn một chuỗi giá trị luôn. Chúng tôi sản xuất từ cái khâu đầu mua nguyên liệu của người dân, rồi chúng tôi đi vào sản xuất đến đóng gói đưa ra thị trường, và chúng tôi mở luôn cái chuỗi cà phê luôn, chúng tôi phân phối luôn. Chính vì vậy mà cái chuỗi cái giá trị của tôi khép kín. Tôi cho rằng với chuỗi giá trị khép kín đó thì chúng tôi dư sức để cạnh tranh đối với thị trường hiện nay. Đồng thời cà phê Lê Coffee chúng tôi không phải là một thương hiệu đi riêng lẻ, mà chúng tôi đang là một tập đoàn, một hệ sinh thái chung, rất nhiều ngành nghề trong đó, và các ngành nghề của chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Hiện nay cà phê chúng tôi tự hào là không có bất kỳ một hóa chất nào cả, 100% cà phê thật, và nó rất đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo an toàn về sức khỏe. Một thời gian khi chúng tôi làm marketing, chúng tôi làm thương hiệu, chúng tôi có những sản phẩm thật đưa ra thị trường, chúng tôi có những quán cà phê riêng, và đặc biệt trong những tất cả các chương trình hội thảo hiện nay chúng tôi đều tài trợ cho người dân dùng thử hết. Và cái sự dùng thử đó người ta sẽ cảm nhận được cà phê như thế nào. Và bản thân tôi đang là phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, một hiệp hội rất lớn, một gọi là hiệp hội lớn nhất nước. Và hiệp hội chúng tôi là gần như từng nào ngày nào cũng có các chương trình hội thảo ở các hiệp hội thành viên, và tôi tài trợ tất cả các chương trình đó để cho người dân, để người tiêu dùng, thậm chí các doanh nhân chúng tôi dùng thử, để mà từ từ chúng tôi thâm nhập vào thị trường. Đây là một cái thương hiệu cà phê hoàn toàn mới trên thị trường. Nhưng chúng tôi đã xây dựng như thế nào trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ là một trong những thương hiệu cà phê mà người tiêu dùng khi uống cà phê sẽ biết tới chúng tôi, và một trong những thương hiệu cà phê đảm bảo an toàn sức khỏe hàng đầu của Việt Nam chúng ta. Kế đến là chúng tôi cũng đang nhắm tới cái thị trường xuất khẩu, do cái công việc của tôi hiện nay ở các hiệp hội cũng như là tập đoàn hiện nay đã 21 năm rồi. Chúng tôi có nhiều mối quan hệ ở trên tất cả các nước trên thế giới, và từ những mối quan hệ đó để chúng tôi đẩy cà phê chúng tôi ra nước ngoài. Thì
Hiện nay khi mà làm cà phê này, cạnh tranh tôi nghĩ là đầu tiên, với thời điểm hiện nay người ta rất quan tâm sức khỏe, thì đầu tiên phải là chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là cái mấu chốt để cạnh tranh lâu dài. Kế đó là gì? Người dân, đối với thị trường nội địa chúng ta, người dân vẫn còn nghèo, thì chúng ta phải chấp nhận là gì? Ban đầu cái lợi nhuận chúng ta ở mức độ chấp nhận được để hoạt động cho nhà máy, để cho công ty tồn tại để tái đầu tư. Nhưng mà cái lợi nhuận đó làm sao mà phù hợp nhất để đưa ra được cái giá cạnh tranh nhất, do cái thu nhập người dân chúng ta vẫn còn tương đối là chưa cả. Người ta sợ nhất cà phê hiện nay chính là có hóa chất uống, tương lai nó ảnh hưởng đến sức khỏe người ta. Mình làm sao để đảm bảo cái cà phê chúng ta không hề có một loại hóa chất nào mà đảm bảo an toàn 100% cho sức khỏe người dân, thì cái đó mới là cái mục tiêu hàng đầu của chúng tôi đang nhắm tới. Và cái đó là cái mà gì, cái sự tồn tại của doanh nghiệp trong tương lai. Lê Hữu Nghĩa, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát cà phê Lê Coffee. Anh cho em hỏi này, tại vì cũng có